Mình chào các bạn. Các bạn ơi, đây là một dĩa rau cần xào thịt bò rất là ngon nè. Cái món này ăn kèm với lại nước tương với ớt rất là cay và ngon lắm nè các bạn. Nguyên liệu để mình làm cái món rau cần tây xào thịt bò thì đầu tiên là mình phải có một cây cần tây này các bạn. Cái loại cần tây này là cái loại to này. Có một cây cần tây này mà nặng tới 600 gram đó các bạn. Và mình có ở đây khoảng 200 gram thịt bò. Thịt bò mình đã sắt mỏng rồi nha. Rồi mình có một ít tỏi băm, có hành tím băm, bột nêm và tiêu. Đầu tiên đó là mình sẽ ướp thịt bò nha. Mình sẽ cho cái chỗ tỏi băm này vô hết. Mình ướp với 200 gram thịt bò. Mình cho vô đây khoảng 2 muỗng bột nêm nha. Và mình cho vô một ít tiêu. Đảo đều. Đảo đều để mình ướp cho thịt bò nó thấm với gia vị. Mình cắt rau nè. Một cái cây rau cần tây to. Rau mình cắt ra xong rồi mình rửa sạch sẽ lại với 2 lần nước nè, rồi mình vớt ra để cho ráo. Rồi ở bên đây á, mình bắt cái chảo lên rồi mình cho vô đây khoảng 1 muỗng dầu ăn nè các bạn. Rồi mình cho vô đây khoảng 1/2 cái chỗ hành tím cắt nhỏ nè. 1/2 thôi. Mình chiên cho nó thơm nha. Rồi bây giờ mình cho rau vào nè các bạn. Mình đảo xào rau được khoảng mấy phút rồi, nó đã hơi tái tái rồi các bạn. Bây giờ mình nêm vô nha. Đây, ở đây mình có khoảng 1 muỗng canh nước mắm á, mình nêm vô nha. Rồi mình cứ tiếp tục xào để cho rau chín. Mình xào rau cần tây nó đã chín rồi nè các bạn. Cái này là tùy theo từng cái khẩu vị của mỗi nhà nha. Có nhà thì ăn giòn, có nhà thì ăn mềm. Mình thì làm mềm mềm một xíu. Rồi trước khi mình nhắc xuống thì mình nêm vô đây một xíu bột ngọt này. Rồi mình sẽ nhấc nó qua cái bếp bên này nha. Rồi ở bên bếp bên này là mình bắt một cái chảo khác nè. Mình cho vô 1 muỗng dầu ăn nè. Mình cho cái chỗ hành tím còn lại vô nha. Mình cho cái chỗ thịt bò mà mình đã ướp với tỏi, bột nêm và tiêu khi nãy vô nè các bạn. Mình dùng cái sạn gỗ để mình đảo nha. Thì loại chảo của mình là chảo không dính các bạn, cho nên mình sử dụng cái sạn gỗ để mình đảo. Chảo thịt bò nó đã chín rồi này các bạn. Mình tắt bếp nha.
Rồi, và mình sẽ cho nó qua bên cái chảo rau, rau cần tây. Mình sử dụng hai cái sẻng này để mình đảo ha. Mình cũng có mấy quả ớt để mình trang trí cũng như mình để lên để ai muốn ăn ớt, ăn cay thì ăn chung với ớt ha. Thế là cuối cùng là mình đã có được một dĩa cần tây xào với thịt bò. Cái món này thì mình ăn chung với lại nước tương ớt rất là cay, ngon. Mến chào các bạn nha.